Đầu tháng 5 năm 2014, Hội đồng Anh chính thức mở đơn đăng ký chương trình học bổng IELTS mùa thứ 3. Đây là học bổng thường niên, sẽ tặng cho những cá nhân có năng lực vượt trội, mong muốn phát triển sự nghiệp cá nhân và chứng minh được khao khát phục vụ cho cộng đồng với những kiến thức được đào tạo. Học bổng cho phép sinh viên theo học bất kỳ chương trình đại học hoặc sau đại học nào chấp nhận IELTS như là một yếu tố xét tuyển đầu vào, kể cả các trường trong nước và ngoài nước. Tối đa 3 sinh viên Việt Nam sẽ nhận được mỗi người một suất học bổng trị giá 2.500 bảng Anh, tương đương 85 triệu đồng, để hỗ trợ một phần chi phí cho chương trình đào tạo đã chọn. 3 cá nhân xuất sắc nhất trong toàn khu vực Đông Á sẽ nhận được mỗi người 25.000 bảng Anh, tương đương hơn 850 triệu đồng. Nhưng rất tiếc, ở vòng xét tuyển này, Việt Nam không có ứng viên nào được chọn. Tại sao lại như vậy? Làm thế nào để có được học bổng IELTS của Hội đồng Anh? Quý vị đang theo dõi tạp chí Đầu tư Giáo dục và ngay sau đây sẽ là cuộc trao đổi với ông Lê Xuân Bình, Giám đốc của Trung tâm Phát triển IELTS của Hội đồng Anh tại Việt Nam. Xin chào anh Bình. Câu hỏi đầu tiên mà Quang Vinh muốn hỏi anh Bình là vừa rồi Hội đồng Anh có tổ chức một chương trình học bổng cho các thí sinh IELTS đạt điểm cao. Điều kiện để có được học bổng này là như thế nào? Chương trình học bổng năm nay thì có quy định là các bạn học sinh từ 16 tuổi trở lên và hiện đang theo học tại các chương trình trung học ở tại Việt Nam. Các bạn có điểm số IELTS từ 6 điểm trở lên là thấp nhất và không có những cái band điểm lẻ nào là dưới 6. Ngoài ra các bạn phải có cái kế hoạch du học ở một quốc gia nào đó hoặc sẽ học tiếp tục một chương trình đại học hoặc sau đại học ở tại Việt Nam hoặc một quốc gia khác. So với cái mức học phí ở mức trung bình tại Anh thì cái học bổng này sẽ hỗ trợ được bao nhiêu phần trăm cho các em? Học bổng này hỗ trợ được bao nhiêu phần trăm thì rất là tùy thuộc vào cái việc là bạn chọn chương trình học gì, học ở cấp bậc nào và cái trường nào các bạn sẽ theo học. Đơn cử như nếu như các bạn sang Anh để học một chương trình dự bị đại học ở một trường công thì phí học trung bình là khoảng từ 4 đến 5 ngàn bảng. Thì nếu các bạn được 2.500 bảng ở cấp quốc gia thì các bạn cũng hỗ trợ được khoảng 50% học phí của mình rồi. Quang Vinh được biết là khi tiếp xúc với một số thí sinh đăng ký học bổng thì cái phần mà đáp ứng cái yêu cầu cơ bản thì rất là dễ dàng, nhưng mà vào cái phần mà vấn đáp thì cực kỳ khó khăn. Thì như vậy Hội đồng Anh có thể khuyên các em nên chuẩn bị những cái kỹ năng như thế nào? Sau khi các em qua được vòng sơ tuyển rồi và vào đến vòng phỏng vấn thì các em phải ban giám khảo họ nhìn nhận ở từ các thí sinh là cái việc ngoài việc là khả năng sử dụng tiếng Anh cũng như là cái định hướng học tập trong tương lai thì một tiêu chí rất quan trọng nữa đó là các em đó sẽ đem những cái kiến thức học tập gì của mình mà sẽ đem lại lợi ích cho cộng đồng, phục vụ cho cộng đồng nơi các em sẽ sinh sống và làm việc cũng như là học tập hoặc là sau này sinh sống sau này thì sẽ đem lợi ích gì để đến cho xã hội và cộng đồng. Vậy là trong cái phần mà vấn đáp thì không có đơn thuần là chỉ khả năng tiếng Anh của mấy em mà ban giám khảo còn nhìn vào cái tầm nhìn trong tương lai. Phải không? Thì trong cái phần phỏng vấn thì các em sẽ phải trải qua hai phần. Thứ nhất là phần trình bày một đề tài. Đề tài này các em sẽ được biết trước. Các em nào được chọn vào vòng phỏng vấn thì sẽ được biết trước đề tài để chuẩn bị. Và các em sau khi chuẩn bị các em sẽ trình bày cái đề tài này. Thì đề tài năm nay thì là Hội đồng Anh đưa ra đó là các em sẽ giới thiệu những cái văn hóa, phong tục tập quán hoặc là những cái loại hình nghệ thuật gì. Sau đó phần thứ hai là ban giám khảo sẽ hỏi sâu hơn về những đề tài. Ví dụ như là tại sao em chọn đề tài này, lý do cũng như là em nghĩ như thế nào về những cái đề tài em đã chọn. Anh có thể cho một cái ví dụ cụ thể, một câu hỏi nào mà ban giám khảo đã hỏi một thí sinh để cho khán giả được thêm. Ví dụ như cái bạn trình bày, một bạn trình bày về đề tài là ngày Tết cổ truyền của Việt Nam thì ban giám khảo sẽ hỏi là thế thì ngày Tết cổ truyền này đã là ấn tượng gì đối với bạn và bạn sẽ làm gì để cái ngày Tết cổ truyền này ngày càng được nhiều quốc gia khác biết đến cái ngày Tết cổ truyền của Việt Nam. Câu hỏi kế tiếp Quang Vinh muốn hỏi anh Bình là cho cái học bổng 25.000 bảng Anh dành cho học 3 học sinh xuất sắc nhất Đông Á. Việt Nam mình thì không được em nào. Thì lý do tại sao và Hội đồng Anh đánh giá như thế nào về cái việc này?
Học bổng Đông Á năm nay thì các bạn đến từ Thái Lan, Myanmar và Hàn Quốc nhận được những học bổng này. Một trong những lý do có đó là ban giám khảo chưa nhìn thấy được ở thí sinh Việt Nam đưa ra những cái ý tưởng, những cái chính kiến của mình, thuyết phục được ban giám khảo rằng là với những học bổng này sẽ khi mà trao mình được nhận thì mình sẽ đem lại lợi ích gì cho đất nước. Ngoài ra một yếu tố nữa là có thể do các em hiểu nhầm ngay từ ban đầu là các em tham gia ở vòng cấp quốc gia trước, sau khi đạt được cấp quốc gia thì các em sẽ tham gia một vòng khác ở cấp Đông Á để phỏng vấn và tranh tài cùng các bạn. Nhưng ở đây ban tổ chức và ban giám khảo không sử dụng không tổ chức một vòng phỏng vấn kế tiếp mà sử dụng ngay một cái video clip mà khi các em phỏng vấn ở cầm cấp quốc gia thu hình trực tiếp và các ban giám khảo xem qua những video clip đó và đánh giá từ phía thí sinh. Như vậy có thể nói là cái kinh nghiệm thực tế của ứng viên từ Việt Nam mình thì chưa bằng các nước bạn, phải không? Cái kỹ năng này sinh viên Việt Nam mình nói chung vẫn còn thiếu so với những cái quốc gia khác, những sinh viên của quốc gia khác. Vậy đó là lý do chính mà không có một học sinh nào ở Việt Nam được học bổng đó. Dạ vâng. Câu hỏi kế tiếp muốn hỏi anh Bình là trong cái quá trình tiếp xúc giữa Hội đồng Anh và các du học sinh thì Hội đồng Anh đánh giá về những điểm mạnh và cũng như là đồng thời những điểm yếu của du học sinh ở Việt Nam như thế nào? Thì một điểm mà tôi nhìn thấy là nổi bật ở đây là các em chuẩn bị đi du học hoặc các em học sinh ở Việt Nam còn chưa có cái tính là chủ động, coi như là chẳng hạn chủ động giao tiếp với lại các bạn mới hoặc vào môi trường mới. Cái khả năng các em hòa đồng, các em hòa nhập cũng như là đưa ra những chính kiến của mình cũng như là áp dụng những cái bài học thực tế trên bài học trên lớp để đưa vào thực tế thì còn chậm so với lại các bạn bè quốc tế. Trong khi đó các em sinh viên Việt Nam lại có một cái điểm mạnh đó là học rất nhanh, tiếp thu rất nhanh và rất cần cù siêng năng. Đó là điểm mạnh của sinh viên Việt Nam. Do vậy nên khi sau một quá trình các em du học, các em quay về, các em hoàn toàn khác, các em tự tin hơn, giao tiếp tốt hơn với đám đông và các em có những cái ý kiến rất là hay. Dự kiến trong năm sau thì cái chương trình học bổng này nó sẽ phát triển như thế nào? Anh có thể chia sẻ một chút. Mỗi năm sẽ có những cái tiêu chí cung cấp học bổng khác nhau và số tiền học bổng như thế nào thì rất phụ thuộc vào cái quyết định của cái chính sách ngân sách của từ chính phủ Anh cũng như là từ phía Hội đồng Anh cũng như IELTS cung cấp cho mỗi quốc gia. Nên theo anh Bình thì anh cần phải làm như thế nào để mà thu hút thêm cái dòng tiền học bổng vào cho nước Việt Nam? Về phía Hội đồng Anh thì chúng tôi sẽ tiếp tục là giữ liên lạc với những bạn học sinh đã đạt được học bổng của Hội đồng Anh để các bạn đó chia sẻ những kinh nghiệm cũng như là hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, chia sẻ kinh nghiệm về các kỳ thi để làm tốt hơn về cái mặt quảng bá. Thứ hai là về phía Hội đồng Anh, chúng tôi cũng sẽ có những kiến nghị để giúp đỡ các bạn học sinh Việt Nam. Những học bổng không chỉ là học bổng cho du học mà cả học bổng dành cho các bạn trong nước chứ không phải là du học không. Do vậy đó là một số những cái mà nỗ lực của phía Hội đồng Anh để giúp cho các học bổng này duy trì tốt hơn. Cảm ơn anh Lê Xuân Bình về những chia sẻ rất bổ ích vừa rồi.